Xin mến chào cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của Vuông Phạm TV. Thì ngày hôm nay á, là Vuông lại dắt bộ nữa rồi cô chú anh chị. Xe của Vuông bị hư nữa rồi. Thì cái này á, là cũng gọi là một cái màn tròn và một cái màn thử lòng bà con nghèo khổ và khó khăn nha cô chú anh chị nha. Thì phía xa xa bên kia thì Vuông thấy là cạnh bên núi có hai cái ngôi nhà tròn và rất là đáng thương luôn và sập sệt, thì mình thấy là rất là đáng thương luôn. Thì ngày hôm nay thì Vuông sẽ lại hết xăng, đói bụng và để thử lòng bà con như thế nào, và Vuông vô trong đó Vuông coi thử là Vuông giúp được gì cho bà con, được cái gì thì Vuông sẽ giúp đỡ cho bà con nha cô chú anh chị nha. Thì bây giờ Vuông cũng xin mời cô chú anh chị hãy đồng hành hết cái video này với Vuông để biết được những cái lòng tốt của bà con là như thế nào. Nếu mà mình có một cái này là mình thấy là rất là vui, là một điều là hôm đó giờ mình đi toàn là gặp bà con mở lòng ra yêu thương Vuông và giúp đỡ Vuông không à cô chú anh chị. Thì cũng có người là cho 10.000, 20.000 rồi 40.000, có rất là nhiều người cho Vuông luôn đó. Mà không biết là cái ngày hôm nay là Vuông được bao nhiêu à. Wow, mình thấy là mình dắt bộ con tí xíu mà mình thấy hơi mệt mệt á. Mình không biết là cái đường này là đi vô ngã nào nè. Có người kìa. Chào chú. Có người, cô chú chị ơi. Mình để xe đây đi, mình đi vô. Có người, đi. Có ông chú. Ồ, này không phải ông chú đâu, già rồi. Wow, chú chó lại là quất là quơ luôn mà nó quẩy đuôi mình này cô chú anh chị. Giống như là chó nhà mình gì á, nó mừng. Chó này là nó gọi là cái gì? Khôn nhà dạy chợ cô chú anh chị. Hiện tại tới đây mà mưa luôn này. Wow, con chào ông nha. Này là lớn rồi cô chú anh chị. Thôi ơi, ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Hả? À, ông trồng dừa hả? Cái rẫy này là rẫy nhà ông luôn hả? Xe con ở lúc tuốt ngoài kia. Đi vô đây con tham quan cái núi này là núi gì vậy ông? Núi Hồng Vàng. Núi Hồng Vàng. Con thấy cái núi đẹp quá, con vô đây con tham quan. Mà xe con hết xăng à? Dạ. Rồi xe con hết xăng mà trưa nay con đói bụng quá. Ủa ai kia? Bà già đó. Vậy hả? Ông đang tắm hả? Tắm. Thôi ông thay đồ đi, coi chừng cảm lạnh. Hả? Ông thay đồ đi, coi chừng cảm lạnh. Ôi ơi. Dạ. Ủa nhà đây là nhà bà luôn hả bà? Ôi ơi. Wow. Ủa còn cái bên này là chồng gì vậy bà? Chồng kiểu là bà ngồi đấy, bà ngồi đấy hả? Ủa bà đi đâu vậy? Đi lấy ghế hả? Ôi ơi, quá ở đây mát quá hơn ông ha. Dạ ông thay đồ đi, ông thay đồ đi cho nó khỏi bị lạnh, thay đồ đi cho khỏi bị lạnh. Trời ơi, cô ngồi đi. Bà ngồi đi. Ủa nhà đây là nhà của bà luôn hả? Rồi con cái của bà đâu? Con cái ở nhà. Con cái nhà hả? Là ở dưới làng hả? Ở dưới làng. Vậy là bà ở đây là sáng đi chiều về hay là bà? Con ở luôn đây. Bà ở luôn đây luôn hả? Bà ngồi đây đi. Dạ, bà ngồi đi, bà ngồi đây, con ngồi gì? Ngồi đây không được. Đó, ngồi ghế. Dạ, được rồi, con ngồi đây, con không quen ngồi ghế không? Con ngồi gì à? Ủa tay của bà bị gì vậy? Mới chuyển nước bệnh á. Bà mới bệnh hả? Bà bị bệnh gì? Bệnh sốt quá. Bệnh sốt hả?
Rồi đỡ chưa? Ý mà ai mà đi chết lại, chết đi trên nước. Là bà đi chết hả? Ừ. Ấy à, là bà bị bệnh sốt là cái trạm xá của mình gần đây không? Gần gần người ấy, người cần làm mà ta phải. À, là mình phải chạy thẳng vô ông làng. Ừ. Dạ. Trời ơi. Mà sao mà mình bị bệnh sốt này mình ở làng cho con cái nó lo mình. Con cái đợi đâu còn lo chục xíu, con cái đợi đâu còn lương vậy đâu mà biết mà làm lo mình. Vậy là con của bà được bao nhiêu tuổi rồi? Con một ba đứa trai xong hai đứa gái. Ba đứa trai hai đứa gái. Ba đứa trai thì theo hết từ nhà chồng rồi, ở nhà vợ rồi. À, theo hết nhà vợ luôn. Ừ. Còn hai đứa con gái. Còn hai đứa con gái thì đi theo nhà chồng một đứa. Dạ. Ở trong làng của một đứa. Dạ. À. Rồi còn một đứa nữa. Hai đứa đâu hết. Hai đứa đi luôn, đi theo chồng hết luôn. Không. Rồi không có ai mà lo hai bà già luôn. Không có. Dạ. Ở riêng ông bà già. Ở riêng luôn. Ừ. Rồi sao mình không về làng mình ở đây chi mà nhà mình mà sụp sệt gì là lỡ nửa đêm nó sập sao? Ông già nó quen ơn rồi đâu còn về đâu còn gì? Không về hả? À. Nó là chết xong cũng ở đây, nó vậy á. Chết sống thì cũng ở đây thôi, không về. Không rồi về. Cái miếng đất bên này là của mình luôn hay là của ai? Của mình á, người ta già thuê. À. Thuê một sao đó. Một là đất này là đất của mình mà người ta thuê? Ừ, ta thuê. Mà người ta thuê này là thuê như thế nào? Thuê làm kiểu rồi à. Thuê làm kiểu hả? Ừ. Ủa cái cây này là cây gì? Cây kiếu à, của kiếu à. Cái kiểu. Cũ kiểu. À, cũ kiểu. Cũ kiểu. À, cũ kiểu. Dạ. Dạ, chào ông. Rồi ông ngồi đây đi. Cho con mượn cái ghế này con ngồi nè. À. Là ông với bà ở đây luôn hả? À. Rồi ông với bà sao không về làng đi? Sao không giờ làng ở cho nó khỏe? Con ở đây mát. Ở đây mát hả? À, đây yeah. Mát. rồi cái hết hàng dừa này là của mình luôn á ông? Ờ, của mình luôn. Có dừa bán chưa? Hả? Có dừa bán chưa? Dừa hả? Là có trái chưa? Có mà có phải. Có hả? À. Rồi có bán không? Bằng có nhiều có ăn hay tái, mình uống không là mình uống không hả mà. Ừ. À nãy giờ thì ông có thể cho con biết cái tên của ông được không ông? Hả? Cái tên tên hả? Dạ. Tên là Quang. Tên Phiên Hà Quang. Dạ. Dạ. Họ Phiên Quang. Phiên Quang. Phiên Phiên Quang. Phiên Quang. Dạ. Dạ. Ông được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Chắc 70 tuổi rồi. Chắc 70 không biết. 70 không biết luôn hả? À. Ơi ơi. Bà già để mình cỡ đây hồi đó. Ông già chết, bà già không chết luôn, chỉ ba anh em thôi. Dạ. Dạ. Ba anh em hiện tại giờ hai người kia đâu? Hai người kia nó đi theo nhà vợ. À, đi theo nhà vợ rồi. À. Chỉ còn một mình ông ở đây thôi. À. Là ông được bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Ông được bao nhiêu tuổi rồi? Một mình hả? Dạ. Chắc có khoảng chắc 30 không biết rồi. 70 cũng biết. Không biết. Chứ coi thứ gì là chân mình. À, coi thử giấy tờ không cô? À. Bà. Trời ơi, rồi sao không kêu người con nào của mình đó theo mình rồi mình chăm sóc cho mình? Ồ, nó đâu có chịu đâu. Không chịu luôn. À. Dạ. Rồi con của mình giàu không? Hả? Con của mình giàu không? Không có đâu. Không có đâu hả? À. Rồi con mình hiện tại giờ là nó lấy vợ lấy chồng rồi con mình làm cái gì? Hả? Nó làm bảy bà làm mướn. Làm mướn thôi hả? À. Rồi ôi. À. Rồi thường xuyên là hai ông bà ở đây là ăn cái gì? Ờ, kem một lon hai lon ăn, đã thấy có canh ăn canh. Vậy hả? À. Giờ nhà mình còn nhiều không cho con miếng đói bụng quá. Cơm hả? Cơm á. Còn cơm không? Bà già đâu có nấu cơm. Vậy mình ăn gì?
Ăn bảy ba. Vậy nhà mình không ăn cơm luôn. Nhà mình còn gạo nhiều không? Không có rồi, không có, không gạo có rồi. À, có căn cước luôn hả? Dạ. Mấy đứa con ở đâu? Năm mươi mấy, dạ con ở trung tâm thành phố Phan Rang. Yeah. Dạ, là con ở Phan Rang đó, mà con vô đây con thấy cái núi đây này. Hồi nãy là ông nói là cái núi gì quên rồi ta? À, núi Hồng Giang. À, núi Hồng Vàng, con thấy nó vàng vàng á, là con thấy đẹp quá, con kiếm đường con đi vô sát núi con chụp hình cho nó đẹp á. Yeah. Mà ai nhè con đi tới đây hết xăng. À, nãy con dắt bộ đi tới kia bây giờ dắt hết nổi rồi. Dạ. Cái giờ vô trong làng á ấy mọi xăng. Nhưng mà con hết tiền luôn. Con hết tiền, con quên bọc tiền đi theo. Con quên bọc tiền đi theo, con hết tiền và giờ con hết xăng luôn. Nãy giờ con anh em hả? Dạ em của con. Yeah. Dạ. Dạ. Nó không có nói chuyện được đâu. Đó, dạ. Bây giờ là nãy giờ con đi vòng vòng con đi xin xin người ta mà người ta không có cho con không? Tiền đổ xăng á. Hả? Con nói thiệt mà. Nãy giờ con dắt bộ từ kia mà con dắt bộ tới đây luôn á. Đi đường sông pha. Dạ. Giờ con không biết cái đường nào con đi ra luôn á. Nãy giờ con đi vòng từ bên đây này con đi vòng vô đây. Vô đây là để con kiếm cái núi này mà con giờ con không biết đường nào ra. Là mình chạy thẳng này ra luôn hay sao không? Đường ra đường nào cũng được hết. À đường nào ra. Không mà đường nào mà ra gần cái cây xăng nhất á. Để con đổ xăng á mà. Thì trong làng nó. À là mình quật vô đây lại hả? Ờ. Dạ. Đi con chút xíu cho mấy. Dạ. À. Nhưng mà bây giờ ông bà có 10 ngàn 20 ngàn gì không? Cho con 10 ngàn 20 ngàn con đổ xăng vô. Có hả? Cho con xin ít đồng đổ xăng được không? Được. Được ha. Dạ. Ôi vậy con quá cảm ơn nhiều luôn. Ủa mà nhà đây bữa đây nhà mình không có nấu cơm ăn à? Không, không có nấu rồi. Sao vậy? Ý mình thích mà ý là đói thì mình nấu. Đói mình nấu ăn. Rồi vì hồi trưa đây không nấu cơm rồi trưa đây ăn cái gì? Ôi ôi. Còn 20 à hả? Còn nữa không? Cho con thêm đi. Thêm nữa à? Ồ, thêm con đổ nhiều nhiều con đi về luôn. Sao ông? Wow, quá trời tiền luôn. Trời tiền. Ôi ơi, 30 ngàn. 30 ngàn nó đưa đi mua xăng hay còn. Mà bây giờ mà từ đây mà đi mua xăng xa lắm. Xa gì xa? Sao? Đâu có xa gắn trong làng này này. Làng mình này. Từ đây mà vô làng là xa lắm á ông. Không có đâu. Không có một, mà bây giờ mà con dắt cái chiếc xe đó mà từ đây mà vô làng là con xỉu luôn. Giờ này con đói bụng luôn. Xỉu gì xỉu. Qua cầu đó con chút xíu chậm mới có xăng liền chứ. À qua cầu đó là có xăng liền hả? Ờ qua cầu chui này nè. Dạ. Trời ơi. Rồi còn 30 ngàn là cho con luôn hả? Ừ cho con luôn. Rồi cho con rồi ví dụ mà con lấy này rồi tiền đâu bà xài nữa? Xài, bữa nay mình kêu là mình xài. Hả? Sao bà? Xài ăn chung. Xài. Sao bà biếu con đi mua xăng á? À là biếu cho con mua xăng. Ừ. Rồi bây giờ mà biếu cho con rồi bà còn tiền xài không? Còn. Còn nhiều không? Con 200-300. 200-300 cho con thêm đi. Hả? À? Sao? Mình ăn bớt đồ à? Sao chú? Sao ông? Bà già không bình đó, chuyên serum hồi nãy, chuyên tép tối. À, là chuyện serum bệnh đó hả? À, là chỉ còn mớ tiền này thôi. À. À, còn hồi nãy bà nói là còn 200-300 gì đó. Chuyên serum. À, là để dành truyền serum. À. Để dành truyền serum. Ừ. Là không cho con nữa. Ừ. Cho con 30 ngàn này thôi. Cho 30 ngàn. Mà bây giờ mà ước gì là ai đi mua giùm con hơn. Bây giờ xa quá con dắt xe, giờ dắt không nổi. Nãy giờ con dắt từ ngoài kia con dắt vô
vô mà con để kiếm. Hôm nay đi đường Tà Văn hả? Con đi vòng cái từ cái chân núi bên đây này, là con đi vòng hoặc qua đây, con đi vòng hoặc vô đây. Đó, mà con đi mới vừa đi tới cái khúc ngoài kia là nó hết xăng rồi, con đẩy bộ từ đó đi thẳng vô đây. Con gặp cái mấy người kia con xin mà họ không có cho con tiền. Họ nói con xạo. Ông thấy con xạo không? Ông có thấy con xạo không? Nói thật đi. Sao vậy đâu? Hả? Nói xin thiết. Ừ. Là sao bà? Ấy mà xin vậy đâu có nói sao vậy đâu. À. Tại vì con hết xăng con mới xin, đúng không bà? Ừ. Đó, mà người ta không có cho con. Nó đi rẫy nó đâu có bóc tiền. À, nó đi rẫy nó không bóc tiền hả? Ờ. Là thường xuyên là ông đi rẫy là ông không bao giờ ông bóc tiền đi theo. Ờ. Sao vậy mình phải bóc tiền đi theo? Nhiều khi mình nó đâu có bóc ở đâu này, cái lỡ mày rớt là làm có bắp đi à. À, cái măng kem đồ nó rớt, nó sợ cái đó. À, nó sợ rớt. Nó dạ. Sợ rớt. Trời ơi. Dạ. Thằng Than là để nhà. Dạ. Ông Trương. Dạ. Để nhà nó sướng hơn. Rồi về là mình thích cái gì là mình lấy. Dạ. Trời ơi. Rồi ở trong người của ông bà nó chỉ còn có 200 thôi hả? Không bà? Là để đó là mình dự trữ, ví dụ mà mình bệnh là mình lấy cái số tiền đó đi. Rồi ví dụ mà xài hết tiền đó rồi mình lấy gì mình xài nữa bà? Mình nhịn. Mình nhịn luôn hả? Nhịn luôn. Ở nhà mình còn gạo nhiều không bà? Gạo còn 2-3 kg. 2-3 kg hả? Trời ơi, 2-3 kg sao mình không nấu cơm ăn vô, đói bụng quá con xin ăn. Con xin vô ăn ké. Con ở đâu có biết ăn cháo, nồi cháo không? À, nồi cháo không hả? Còn nồi cơm vậy đâu, nồi cơm không có ăn có gì nữa. À, là mình nấu cháo mình ăn thôi. Nồi cháo ăn. Rồi nhà mình không nấu muối, cơm. Muối, ăn được mắm. Dạ. Trời ơi. Vậy thôi con cũng cảm ơn ông bà rất là nhiều nha. Mà thường ngày là nấu cháo là ăn lại gì bà? Ăn ý đó, ăn với muối, ăn với cái gì á, ăn được mắm. Ăn với muối với mắm thôi hả? Ừ, muối với mắm. Sao mình không mua thịt? Sao mình mua thịt cá ăn? Không có tiền sao mua được. À, không có tiền mua luôn hả? Ừ. Trời ơi. Không có tiền thì mình nhịn luôn. Dạ. Trời ơi. Thì thôi con cũng cảm ơn ông bà rất là nhiều nha. Thì cũng cho con 30 ngàn. Vậy thôi bây giờ là không có ai mua xăng thì con phải đành dắt bộ chiếc xe của con ra ngoài đó lại. Để con đi mua xăng. Rồi con đi về. Rồi vài bữa nữa con có duyên thì con ghé lại con gửi tiền lại cho ông nha, được không? Được không ông? Hay là cho con luôn? Được. Hay là cho con luôn? Cho con luôn. Cho con luôn hả? Khỏi cần trả lại. Trời ơi. Thôi dễ vài bữa nó con lên con về trả lại nha. Thôi con vậy con cảm ơn ông bà rất là nhiều nha. Mua cái xăng trong làng này con chút xíu cho mấy. Là phải đẩy bộ ra đó, chủ yếu là đẩy bộ xe của con nặng lắm. Nặng. Ông thấy cái chiếc xe đó màu đen đen á, nó nặng. Nó nặng có bao nhiêu đâu có lên núi mà nặng. Không bằng lên núi không? Lên núi là nó nặng hơn đúng không? Vậy con cảm ơn ông nhiều nha. Ước gì có người nào mà đẩy phụ xe của Quân nữa. Đẩy phụ xe ra đó mua xăng đúng không? Bà. Anh em đó. Anh em không? Nó yếu lắm, nó đâu đẩy nổi đâu. Có mình con mạnh. Vậy thôi con cảm ơn ông bà nhiều nha. Vậy thôi con xin phép ông bà con về luôn. Dạ. Rồi, bye bye ông bà nha. Dạ. Dạ. Vậy con về nha, bye bye nha. Nếu mà cuộc sống này mình thấy rất là vui luôn cô chú anh chị. Mình vui rất là nhiều luôn. Mình vui là một điều á, là mình gặp nạn là có rất là nhiều bà con
cứu giúp mình. Mình vui rất là nhiều khi mà mình muốn rơi nước mắt luôn á cô chú anh chị. Tại vì Vương lúc nào mà Vương giả là Vương gặp nạn là Vương có người giúp đỡ. Nhưng mà hiện tại giờ ông bà đang dòm ra thấy Vương như vậy đó, thì bây giờ Vương sẽ đẩy bộ ra ngoài kia nha. Đẩy bộ ra ngoài kia rồi để có một phần quà quý báu để tặng cho ông và bà. Thì mình sẽ có một phần quà quý báu để tặng cho ông và bà. Mình chỉ vào vô mà lần đầu tiên thì Vuông vô là thấy sách ghế này, sách này sách nọ này, thì Vuông cũng thấy rất là vui luôn. Nhưng mà ông với bà thì trong túi Vuông thấy móc ra là có 30.000 thôi đó, mà ông rất là mau mắn luôn, bà cũng vậy đó, thì cũng giúp đỡ cho Vuông. Thì Vuông thấy nó thiệt, cái cuộc sống này Vuông thấy rất là tự hào luôn. Cái cuộc sống này là Vuông gặp nạn là có người giúp đỡ Vuông như vậy là Vuông rất là vui luôn. Tuy nó ít nhưng mà nó đầy những cái lòng tin tưởng, lòng thương người, lòng của bà con cô bác yêu thương Vuông đặt cho Vuông, thì Vuông rất là vui luôn. Đó, bây giờ mình ra cái khúc xa ngoài đây này thì mình sẽ nổ máy và mình đi. Đó, rồi tí xíu nữa là mình mua một cái phần quà mình gửi cho ông và bà để cho ông và bà có những cái ăn uống. Nãy mình nghe nói là bà nói á là nhà bà chỉ có nấu cháo ăn thôi là không có cơm mà để ăn, thì mình thấy là cực kỳ xót xa luôn cô chú chị. Tại vì sao? Tại vì á, cái lúc trước mà mình nghe ba mẹ của mình kể nha, lúc trước á là ba mẹ của mình rất là nghèo, rất là khổ luôn. Cái lúc mà Vuông chưa ra đời cô chú chị, thì nghe bà con làng xóm kể lại lúc xưa ba mẹ Vuông á chỉ ăn trái bầu thôi, rồi còn gạo á thì phải nấu cháo cho các anh chị em của Vuông á phải ăn để phát triển bản thân, để sống miết tới bây giờ. Mình thấy rất là vui là mình được tồn tại miết tới bây giờ, cũng cảm ơn nhờ đến cha mẹ của mình. Thì nói chung là cuộc sống mà có ông mới có bà, có ông có bà mới tới có cha có mẹ mới có mình ra, thì mình cũng rất là vui. Nhưng mà những cái hoàn cảnh mà éo le là ba mẹ của mình nó ăn bầu là ai cho cái gì ăn cái đó, ai cho cái gì ăn cái đó. Còn mà mình nghe nãy bà nói chỉ nấu cháo ăn thôi, mình nghe là những cái lời nói hồi xưa của mấy bà con cô bác làng xóm kể cho Vuông nghe, thì nấu cháo cho mấy anh em chị em của Vuông ăn thì thấy là xót xa luôn. Nhưng mà không biết là anh chị em của Vuông có nhớ được những cái khoảnh khắc đó hay không, những cái nghèo khổ không. Nhưng mà Vuông nhớ mãi và Vuông rất thương cha mẹ và gia đình của Vuông. Và ví dụ mà bạn nào có gia đình hãy nên nhớ một điều là mình báo hiếu lúc nào hay lúc nấy đó. Tại vì những người cha mẹ như ông bà đây này cũng vẫn có con cái đàng hoàng, nhưng mà những người dân tộc Đắk Lây á, nó rất là lạ kỳ là một điều á, có vợ là đi theo vợ luôn, là bỏ cha mẹ luôn. Là tại vì phong tục của bà con ở trên đây là vậy, là phong tục là có vợ là đi theo vợ, còn con gái là con trưởng là hưởng được tất cả mọi thứ của người cha mẹ, mà gái út là càng hưởng hết tất cả mọi thứ luôn đó. Nhưng mà được cái là ông bà có hai người con gái nhưng mà cũng vẫn theo chồng luôn, không lo cho ông bà, thì để cho
ông bà ở một cái nơi đây này, quay xung quanh đây cho cô chú anh chị xem. Xung quanh tàn lành, núi và đất mênh mông, rộng thinh thang, không có một bóng người nào ở đây. Mình thấy là cực kỳ xót xa luôn cô chú anh chị. Thì bây giờ thì Vương xin mời cô chú anh chị hãy đồng hành hết cái video này với Vương, và Vương mua một phần quà để tặng cho ông bà nha. Và Vương rất cảm ơn là ông bà đã cho Vương 30 ngàn. Bây giờ Vương xin mời cô chú anh chị nha. Rồi ơi, coi xe này cô chú anh chị. Nó sao không chú? Sao? Sao hả? Qua được. Rồi ơi, thì mình máu vừa chạy qua bên vô làng, mình để mua thực phẩm cho bà con, là cho cái ông bà nãy á, mà mưa rất là to và Vương đang núp mưa, và bây giờ thì vẫn còn mưa bay bay á cô chú anh chị. Bây giờ thì Vương sẽ qua bên đó luôn. Thì nước khá là sâu nha, thì mình cũng hơi sợ tí xíu, tại hơi lạ chỗ á. Trời ơi, nước chảy rất là xiết luôn. Mấy đứa nhỏ xê vô nha, chú bác nghe vô. Trời ơi, mấy ảnh phái nước phái phái lắm cô chú anh chị, nhưng mà bơi rất là giỏi. Chào ông nha. Trời ơi. Thì bây giờ thì Vương xin mời cô chú anh chị hãy đồng hành hết cái video này với Vương nha. Thì Vương mua gạo mà ở làng đây không có gạo, thì Vương chỉ mua những cái gia vị mà đi qua một cái con sông suối ở bên kia, thì chờ để xe đó không dám mà để lạ bộ qua cô chú anh chị. Đó coi kìa. Wow. Wow. Khá là thú vị luôn cô chú anh chị. Thôi bây giờ Vương xin mời cô chú anh chị cùng đồng hành với Vương nha. Thì nãy giờ là cái chỗ đây này là nước nó ngập luôn, không biết là nhà của ông bên đó có ngập hay không nữa. Thì Vương sẽ ráng cố gắng Vương vào đó nha cô chú anh chị nha. Thì cái con sông này nó đi thẳng qua bên nhà ông bà luôn á cô chú anh chị. Thì chỗ Vương đi á, thì đi nãy giờ Vương cũng chạy vòng vòng hỏi bà con á, là mua thêm gạo để cho ông ăn cái mùa mưa này. Và bao gạo thì Vương cũng để trên xe luôn á cô chú anh chị. Xung quanh này nước rất là lớn luôn, ngập luôn vô những cái ngôi nhà ngói ở dưới luôn này cô chú anh chị. Đó, phía xa xa đó. Và nước vô nhiều quá thì bà con nhá cá và để kiếm ăn luôn á cô chú anh chị. Thì bây giờ thì Vương vô trong cái vùng sâu kia mà nước nó chảy rất là xiết luôn. Thì mình cũng cầu mong là ngôi nhà ông bà cũng không sao nha. Thì Vương sẽ chạy ra đó. Thì mình qua một cái con suối nãy rồi. Thì khá là sâu, rất là nước nó chảy rất là xiết luôn. Và bên đây là nước càng bạo hơn nữa. Đó. Và nó ngập hết vô cái trong đám này luôn này cô chú anh chị nè. Đó. Wow, nó ngập hết toàn bộ luôn. Nó lên, chuẩn bị lên đất liền này luôn này cô chú anh chị. Mưa Vương cũng núp mưa 3 tiếng đồng hồ. 2 tiếng 3 tiếng gì ạ cô chú anh chị, mà thấy nó ghê gớm luôn. Nước mà ở trên núi á, giống như hình như là ở đây là nó có một cái đập hay là gì đó là nó xả ra cô chú anh chị. Và đây là những người xe bị chết máy này cô chú anh chị. Đó. Chết máy là phải dắt bộ rất là đáng thương luôn. Phải đi bộ là những cô chú này là ở trên làm rẫy ở trên đỉnh núi đó cô chú anh chị. Giống như là ông bà hồi nãy, nhưng mà ông bà hồi nãy là cái đó là gọi là nhà của ông bà luôn, không phải là ở tạm. Tại ông bà ở quanh năm suốt tháng ở đó, không có về nhà cô chú anh chị. Tại nhà thì để cho các con ở, thì ông nghe bà nói là ông không có chịu về, chết sống gì cũng vẫn ở ở rẫy cô chú anh chị. Thì những người già mà nó ấy, thì Vương sẽ đi vô trong cái đoạn đường này nha. Khá là nguy hiểm luôn. Cứ chừng té nha, em ngồi im nha.
nãy cái con suối mà nó chảy xuyên qua đường đó cô chú anh chị, thì ai cũng sợ, nhưng mà mấy đứa nhỏ là mình sợ nhất là những cái mà không được cái mong muốn của chú anh chị, thì không muốn xảy ra là những cái trường hợp đó rất là ấy. Nhưng mà Vương phải la làng mấy đứa nhỏ đó để cho nó sợ, nó bước vô trong, nếu mà có cái chuyện gì thì gia đình buồn lắm. Và đường này mình thấy vậy nha, cái đường này là đi là rất là trơn nha cô chú anh chị nha, nó vừa cát mà vừa ấy, ui gì vậy em, nó vừa đất vừa cát vừa đá, nó rất là trơn. Wow, thì hình như là cái ở đây là không có liên quan tới ngôi nhà của ông bà, như ông bà là ở cái phía cao hơn hay sao á, nó cũng đỡ khổ một tí xíu. Và mưa thì như gì, bây giờ ngày hôm nay còn một cái áo mưa thôi cô chú anh chị, thì áo mưa thì Vương đưa cho em Vương mặc để giữ những cái đồ nghề để cho nó an toàn, nó khỏi bị hư cô chú anh chị. Hồi nãy là mình sợ là sợ cái mưa ngay này cô chú anh chị này, nước nó chảy về đây nè, người ta xả đập kìa cô chú anh chị, không biết xả hay là đóng cái phía bên này nè, đó nước nó chảy rất là gốm nha, nó xả ào ào luôn. Mình đã nói mình không biết là mình qua lại cái con suối nãy á, không biết là một tí xíu nữa là nó xả đập ra nữa là cái con suối đó là nước càng ngày càng nhiều á cô chú anh chị. Mình không biết là nước nó có chảy xiết mình có về được hay không nữa đây nữa nè. Hy vọng là nước sẽ bình cỡ đó, mình có thể là mình đi qua. Mà mình thấy mà cũng ghê hơn em ha, nó có tí xíu mà nước nó cũng tàn lan gốm. Và không biết là ông bà đang làm gì ở trong nhà, thì Vương sẽ vô coi thử. Mà mình thấy là ngôi nhà của ông bà là rất là sụp sọt luôn nha, rất là đáng thương luôn. Đây có cái ống, có ống mình chạy qua là nó sẽ bị bể ống của người ta cô chú anh chị. Thôi em xuống rồi mình đi bộ vô đi, tại cái ống này ống nước của người ta nó sẽ bị bể. Để nhìn đây anh ranh xuống coi chừng nó rớt ướt đó. Mình nghe ở đây mà mình nghe cái tiếng mà nước chảy luôn cô chú anh chị. Đây mình mua bao gạo 25 kg, là mình chạy qua xong rồi mình chạy lại, người ta chỉ vô cái khúc rút tuốt ra về kilo mình đi rất là nhiều mà kiếm mua gạo không có. Ở đây làng đây là họ nói là họ ít ăn gạo đó, tại gạo là phải ra lúc tuốt vài kilo luôn, nó rất là xa đó. Mua này và mua mì gói nữa này cô chú anh chị. Mì gói này là Quân quét sạch tiệm luôn đó nha, quét sạch tiệm luôn, tại cái tiệm ở đây là nó rất là ít, nó rất là ít, không có bán đầy đủ ở cái phía ngoài kia. Dạ Quân xin mời cô chú anh chị. Chắc là do là ông với bà là bất ngờ lắm á cô chú anh chị. Đi em, Quân xin mời cô chú anh chị nha. Nó hào lúng á, mình bước sang cái là nó chờ cái ẹn là tiêu luôn á cô chú anh chị. Hơn là
chỗ ông bà. Ở rất là khô. Cũng đỡ. Wow, chú chó này ra mọi người. Có ai nhà không? Ông ơi, bà ơi. Không có ai. Vậy là chắc bên nhà bên này cô chú anh chị. Wow. Ông ơi, bà ơi. Có ai nhà không? Ông bà ơi. Bà ngủ hả? Trời ơi, ăn gì chưa? Ông đâu? Ông bên kia. Ông bên kia hả? Ông kia làm bên kia làm gì? Đây, đây con cam cam phụ con. Trời mưa sao con đi ấy cho con này. Đây đây. Để đâu luôn. Để. Mà, hả? Bà biết con không? Hả? Này lần đầu tiên đi. Bà biết con không? Biết mà biết đi này lần đầu mà đâu có biết mà. Không, con là cái thằng hồi nãy á. Ờ, biết rồi, con đi hồi nãy này đi lần thứ hai nữa. À, lần hai luôn hả? Ờ, lần hai. Trời ơi. Còn ông đâu? Kêu ông giùm con được không? Trời ơi. Kêu ông làm bất ngờ cho ông này. Rồi chú chó này. À ông nè. Ông đây. Ơi, ông. Đã không? Hả? Vô đây ông. Ông đi đâu mà ngoài mưa vậy? Ông đi đâu ngoài mưa vậy? Coi nước. À coi nước hả? Dạ. Ôi nước bự dữ vậy ông. Nước suối này không lớn nè. À qua đây cũng lớn luôn hả? Ờ. Nhiều khi mà nước nó ngập lên trên này luôn. Ờ chắc đây. À, xét đây luôn. Ờ. Là nước có vô đây ngập không? Không có rồi. Không ngập đâu hả? Ờ. Ở trên đây là không bao giờ ngập. Ờ. Ông biết cái này là cái gì không này? Hay. Ông biết này gì không? Ngồi xuống ông. Ngồi xuống ba. Ba ngồi xuống. Nè. Đây là cái gì vậy? Mì tôm. Nhà mình còn mì tôm nhiều không? Nhà mình còn mì tôm nhiều không? Nhiều. Nhiều hả? Ừ. Mấy trăm gói hả? Nhà mình có mấy trăm gói? Biết chắc 300 gói. 300 gói hả? 300 gói. À về nhà mình còn 30 gói thôi. Rồi gạo còn bao nhiêu? Gạo. Bà biết cái này là cái gì không? Gạo. Cái gì ông? Gạo. Cái gì vậy? Gạo. Đúng rồi, gạo. Con ngày hôm nay á là con có một tí xíu phần quà. Yeah. Con gửi cho ông và bà là gạo với lại mì gói. Đây nữa này. Đây. Cái đây nữa này. Cái đây là mối quan trọng này. Dầu xà lách. Đúng rồi. Đây là dầu ăn. Xì dầu. Mà quân để nha. Một nơi thì không ăn xì dầu mà lại ăn mắm. Mà một nơi ở đây là ăn xì dầu không ăn mắm. Mà một nơi khác á thì ăn mắm thì không ăn xì dầu. Đó, nó hơi lạ ta. Bà Quân thấy ăn xì dầu thì mình mua xì dầu không cô chú chị. Còn cái này, bà biết cái này cái gì không? Đúng rồi, xì bông. À, ông hay quá à. Vui không? Bữa đây nhà mình có đây vui không? Vui. Cái này con đem đi bán á. Con đem đi bán. Bây giờ con bán này thôi đại 5 triệu đi. Bây giờ ông bà trả tiền rồi cho con. Hả? Sao cử? 5 triệu đó. Làm gì mà có cái 5 triệu đó. Bây giờ con bán. Thôi bây giờ con bớt lại đi. 4 triệu rưỡi. 4 triệu, 5 triệu mà không có. Không có hả? À. Bây giờ không có lỡ con vét vô đây làm sao ta? Sao ai biết con vét nãy. À. Con vét vô con bán. Con vét cho con bán giờ sao đây ta? Thì đem lại mới đưa con. Giờ con hết, con vét vô đây con nặng quá, con hết sức con vét ra hoài luôn rồi.
Không, con nói thiệt á, con đâu có giỡn đâu. Con không có giỡn. Mà không giỡn. Bây giờ con bán bây giờ sao đây ông? Mà ông còn nhiêu tiền con bán hết luôn á. Bán rẻ cho ông luôn. 2 triệu. 2 triệu, 3 triệu không có. Không có luôn hả? Ờ, không có luôn. 500 ngàn. Nhà anh nhà nghèo khổ rồi. 500 ngàn luôn. Nằm ngang con 500 con cũng có luôn. 200, hồi nãy con nhớ là bà nói là còn 200. 200 đó là bà chưng nước chưng serum bình. À, bà chuyền nước chuyền serum hả? Ừ. Là bà đang bệnh á, cô chú anh chị. Bệnh á. Bà bệnh là bà để dành bà chuyền nước chuyền serum. Nhiều khi bà bệnh như vậy con cái của bà có cho bà tiền không? Có tiền thì cho. Không có tiền cho hả? Nó lo con cái đi học. Được lo mình. Còn nhiều khi mà ông bà ở đây hàng ngày ví dụ mà ông bà đi làm cái gì mà ra được nhiều tiền? Không có già dạ. Mình đâu có rồi đi làm nữa. Vậy hả? Già dạ rồi ông đi làm nữa rồi mình lấy gì mình ăn? Thì mình kiếm bảy ba có tu ăn tu. Là có gì ăn đó hả? Vậy hồi trưa ông ăn cái gì? Ông nói thật con nghe thử coi. Có hồi trưa hả? Ăn túi, ăn cháo, một lần thì hai lần, ba lần ăn. Dạ. Bây giờ mình có gạo rồi, mình mua gạo, mình ăn gạo đã luôn. Cục bệnh đâu bỏ qua ăn bên đây. Giờ sao? Sao ông? Sao ông cười ấy? Mà, ông cừ mà ra nước mắt luôn cô chú anh chị. Thế mà có một bên thôi nhé. À, con mắt có thấy một bên hả? Trời ơi, mắt ông bị sao vậy? Hả? Bị bệnh đi tới Sài Gòn mà không có bác gì hết. Rồi cô chú anh chị coi này, ông quay xét vô cho cô chú anh chị. Ông giờ mà này nè. Con mắt bên này này nó uông như một cục đó. Ôi không thấy đường, không mình thấy đi đường, còn đi sáng bên kia thôi. Sáng bên này không mờ mờ không. Ví dụ nha, con nói ví dụ nha, nói ví dụ là ông biết là ông bụp không? Bụp gì? Ông tiên á. Tiền hả? Ông biết không? Không biết. Ông tiên mà ông cho mình ước mơ á, ông biết không? Không biết. Không biết hả? À. Vậy ông biết cái ước mơ không? Ước mơ. Ước mơ là ví dụ là mình muốn cái gì là có cái đó. Ước mơ là cái gì ông biết không? Ôi bà con trên đây không biết cái ước mơ. Bà biết cái ước mơ không? Ước mơ, đâu có biết ước mơ. Ước mơ là, ví dụ nha, ngày hôm nay này, mình thèm có nồi cơm này, rồi có cá kho này, hoặc là thèm những cái gì đó, hoặc là mình ước mơ mình có cái đó. Đó, mình gọi là một cái ước mơ. Mình thích cái đó gọi là ước mơ. Đó. Ông hiểu không? Ông hiểu không? Hiểu thì mình hiểu rồi. Bây giờ cái cuộc đời của ông này, ví dụ nha, cuộc đời của ông á là ông ước mơ là ông thích cái gì nhất để cho cuộc đời của ông bớt khổ. Thích mình thích cá, thèm cá mà không có tiền mình mua cho thịt bất cứ thịt cái gì mà bây giờ này ăn. Ví dụ là bây giờ là ông tiên ổng đang đứng chờ trên kia còn thấy ổng kìa. Bây giờ ông tiên á, ông sẽ cho ông một ước mơ là ông ước mơ ông có cái gì. Mình ăn cơm ăn cháo nó ngát trong cổ này, ăn cơm muốn thôi. Cơm muốn rồi hả? Thì bây giờ mình có gạo rồi, nãy mình có cơm ăn rồi. đúng không? Bây giờ ông còn ước mơ gì nữa không? Có rồi, mình ước mơ. Đã, bà ước mơ gì? Ước mơ. Hả? Ước mơ là cũng có luôn rồi hả? Cũng có luôn. Là chỉ là ông với bà là ước mơ có cái này thôi. Ước mơ có cái này. Rồi ví dụ mà ước mơ có cái này rồi ông bà ăn hết rồi. Rồi lấy gì ăn nữa? Thì nhìn. Nhìn nữa hả? Là mình lại khổ nữa. Khổ. Ôi. Có bằng mình kiếm ra đi kiếm trên núi kia 1-2 ký mình nhờ. 1-2 ký gì ông? Hả? Măng kiếm gạo ăn. Dạ.
là mình kiếm gạo ăn, một hai kiếm măng. Là mình ăn măng hay là mình đổi gạo? Không có rồi. À, mình bán ha. Dạ. Được có 50-60 ngàn. Là hai ông bà đi. Không, ông đi thì ba người nhà. Mà có bà già ở nhà, nhà là... mình đi nhà ra nhà đi. Ai giữ? Ồ. Ông bà ơi, cho con hỏi này một cái nha. Ồ, con thấy cái phía đất bên mình này là có một, có hai con bò. Hai con bò đó là của nhà mình luôn hả? Không biết. Con bò đây hả? Đây hả? Con bò ta gửi. À, người ta gửi hả? Vậy là mình nuôi gọi là nuôi nuôi gì? Nuôi rẻ. À, nuôi rẻ. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là nuôi rẻ là mình ăn chi đúng không? Nó đẻ ra là ăn chi. Ôi ôi, ủa, ông bà không có con bò nào á? Không có rồi. Hết chữ mặt ông á, đó có hai bà con chứ hết mặt. Là bị sao, bị sao mà chữa hết mặt? Ý đào đi Sài Gòn, đi bữa bệnh viện đi nào, nhà trang không đi, đi Sài Gòn. Là học đó, ông đi. Bệnh hả? Ông bệnh gì? Bệnh đau mặt á. Chưa mặt. Đau mẹ. Mặt. Đau con mắt. Đau con mắt á. Là chữa con mắt hết. Mấy con bò? hai ba con bò mà không hết con mắt luôn. Bò mà Vương thấy nó u ra một cục luôn cô chú con chị. Biết con đi Sài Gòn có ai nên lấy thuốc 80 ngàn không có bao giờ hết bò vô trong mắt này. Trời ơi. Khổ quá, mình rằng đi bây giờ nhìn, bây giờ con bây giờ con cho thêm ông một cái ước mơ nữa này. Bây giờ ước mơ đầu tiên á là của ông với bà là có gạo, có mắm xì dầu, có xì dầu, dầu ăn, gia vị và mì gói là đã thành hiện thực ước mơ rồi. Bây giờ ông bà con cho thêm một cái ước mơ nữa, ông bà ước mơ một cái gì không? Suy nghĩ kỹ nha, cái này là lần cuối nha, không có cho thêm một cái nữa nha. Ước mơ à? Ước mơ gì bà? Bà ước mơ gì? Nãy con nghe nói gì về gì á? Bà nói tiếng dân tộc, nói tiếng người Kinh đi, đừng nói tiếng dân tộc, nói dân tộc con ý đi nói ông á. Không, bà ước mơ gì? Ông với bà hai người luôn ước mơ cái gì? Một ước mơ. Ước mơ thì còn có tiền thì cho tiền, sao nữa ước mơ gì nữa? Là ước mơ có tiền. Là ước mơ có tiền rồi, tiền đó để làm gì? Tiền đó để dành. À, để dành hả? Trời ơi. Rồi để dành làm gì? Để dành mình yên là mình... Để dành bình hoàng cái này cái kia mình mua thuốc. Để dành là bình hoàng mình mua thuốc. Hay là mình có một cái ước mơ là mình có một số tiền mình để nuôi bò, nuôi đồ không? Bà có suy nghĩ cái điều đó không? Suy nghĩ mà có nhiêu tiền mà mình được mình ấy bò gì á. Là có nhiều tiền mình mới cái đó hả? Mình chỉ là suy nghĩ một ít tiền mình để giữ đó mình lo cho bản thân mình là bệnh đau thôi. Trời ơi. Bà với ông suy nghĩ là một điều là chỉ là ước mơ có một tí xíu tiền để lo sức khỏe thôi cô chú chị. Để lo sức khỏe thôi. Còn không dám mà ước mơ là có một cái... một số vốn rất là cao để cho bản thân nó vượt qua khó khăn. Và bây giờ ví dụ nha, còn nói với ông bà vậy này, mình có một cái số vốn thiệt là lớn, ông bà có nuôi bò không? Nuôi bò. Ông bà thích nuôi cái gì? Ông bà thích nuôi con gì? Thích nuôi con bò, cái bò nào mà là con bò cơ đây mình để nuôi. Mà ông thích nuôi bò? Ông thích nuôi bò không? Hay là ông thích nuôi gà? Gà có rồi. Gà có rồi hả? Gà mấy con? Gà chắc 5-6 con. Ủa nhiều vậy? 5-6 con luôn. Đây vậy hả? Ôi ôi, 5-6 con mà nhiều rồi cô chú anh chị. Trời ơi. Giờ như này mình thích cái là bò thôi. Là thích con bò thôi. Trời ơi. Bây giờ này nha, con xin ông tiên nha, con xin ông tiên ở trên trời nha.
là tặng cho ông một số tiền để ông mua bò nha. Ông chịu không? Chịu. Mà con xin ông tiên, chừng nào ông tiên ông cho là ông cho nha, con không biết đâu nha. Giờ là con tặng cho ông bà cái này, con không có bán nữa. Được không? Được. Cái này này, 30 ngàn con gửi lại cho bà. Sao anh nói là tôi nói mua xăng? Hả? Cái này là con làm một cái chương trình gọi là thử lòng bà con là thứ nhất. Thứ hai là cái chương trình của con là đi giúp đỡ những người nghèo khổ và khó khăn như ông với bà đây. Thì ông với bà thì cũng vẫn có con, có cái đàng hoàng mà không có ai cưu mang và không ai lo lắng cho ông bà. Thì già lũ thủi như gì thôi. Và bệnh đau thì còn mấy trăm ngàn thì cũng cho Vương, trong túi thì còn 30 thì đưa Vương luôn 30. Giờ con gửi lại cho bà 30 ngàn. Con gửi cho bà. Nói bà mua xăng sao mà gửi lại nữa. Không, con gửi lại cho bà ha. Cảm ơn à. Bữa nay bà vui không? Vui chứ sao không vui. Tại sao bà vui? Vui là vui có đồ ăn vui. Không, con bán á. Giờ là con đã ý rồi, con bán. Ông tiên ông đi rồi, bây giờ con bán. Bán trả tiền lại con ơi. Hả? Đâu tiền đâu? Trả tiền lại cho con. Vương vui rồi, cười với anh chị. Thì ngày hôm nay con cũng có một số quà con tặng cho ông bà nha. Đó. Bình thường mình tham thiệt bà cha mẹ không có. Là sao ông? Mà cha mẹ mình cũng đi hết rồi. À, là cha mẹ của ông mất hết rồi hả? Mất hết rồi. Rồi còn mình ông mình thôi. Cơ đây bà cha mẹ bỏ mình. Dạ. Đâu có lớn gì đâu. Dạ. Thì bây giờ thì con cũng có tí xíu phần quà con gửi cho ông bà để cho ông bà trang trải cuộc sống, thì để cho ông bà vượt qua những cái khó khăn nha ông bà nha. Thì cái cuộc sống nãy ông bà nói là nhà ông bà thì còn mấy cái gạo thôi để nấu cháo, không dám nấu cơm luôn cô chú anh chị, để nấu cháo để ăn cơm, để ăn cháo thôi. Còn gia vị đồ thì Vương mua thêm mì gói này kia nọ, thì ở trên đây không có bán cá khô thịt này kia nọ thì Vương không có mua. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa thì con cũng có tí xíu phần quà con gửi cho ông bà, và cảm ơn ông bà đã tặng cho con 30 ngàn giúp cho con khi con gặp hoạn nạn, gặp cái những cái khó khăn, thì con rất cảm ơn ông bà rất là nhiều nha. Đó. Thì bữa hôm nay thì vì cái lòng tốt của ông bà đã giúp con, và bây giờ thì ông trời và sẽ đền đáp lại, và chú và tất cả mọi nơi thì sẽ đền đáp lại cho mình vì cái lòng tốt của mình. Đó. Thì bây giờ thì Vương sẽ đọc những quý vị mạnh thường quân đã tài trợ chương trình này nha. Cô Thảo Tiền Giang 200, cô ở Thị Sĩ Dấu Tên 200, anh Tiến Nguyễn ở Mỹ 200, cô Dấu Tên ở La Di 200, bà Hiền Ông Đạt ở Mỹ 200, cô Nguyễn Mỹ Hảo ở Mỹ 200, cô Kim Xuyến 200, Bùi Quang Nhân ở Mỹ 200, cô Luật ở Mỹ 200, cô Hứa ở Canada 200, anh Vinh, chị Ngọc Anh, chị Ngọc Ánh, chị Ngọc Loan, 4 người gửi cho gia đình mình là 500. Chị Hà ở Hồ Nai 200. Anh Hận Kiên Giang 200. Cô Xuân ở Mỹ 200. Nguyễn Thị Hải ở Mỹ 200. Cô Vân ở Mỹ 200. Cô Chú ở Mỹ Dấu Tên 200. Ông Tiến ở Sài Gòn 200. Chú Tám ở Úc 200. Chú Hứa 200. Cô ở Mỹ Dấu Tên 200.
cô dâu chú Long ở Sài Gòn 200, nhóm từ thiện Úc Châu, khách hàng lò bánh mì ở Bago, Sydney, Úc Châu 1 triệu. Cô Nguyên ở Mỹ 200. Chị Trang cô Mai ở Cali 500. Anh chị Hiền ở Mỹ 500. Chú Hai Lúa ở Mỹ 200. Cô Long Nguyễn ở Mỹ 500. Anh Năm ở Úc 200. Chị Kim Ngân 200. Cô Kim ở Mỹ 200. Cô Sinh ở Mỹ 200. Chú Ngô Thủy 200 giải ngân luôn của chú Ngô Thủy luôn. Cô Sa ở Mỹ 500. Cô Thảo Trương 200. Anh Canada giấu tên 200. Cô Chính ở Sài Gòn 200. Chị Huệ, chị Mai ở Mỹ 200. Quảng Tịnh ở Nha Trang 200. Tổng cái số tiền của mình là 10.600.000. Wow. Là trị giá là 10.600.000. Bà biết cái số tiền này là nó nhỏ lắm không bà? Nhỏ cũng nhỏ, còn lớn chứ. Nó lớn hả? Ừ. 10.600.000 mà ít gì. 10.600.000 mà ít gì hả? Là sao ông? Mà để mà chơi từ mình chơi trôn là đầy đầy. Trong đó rồi nhiều khi con vô đây ông có hù con không? Hù vậy? Hù gì? Trời ơi, kêu chết là trôn ngoài phía đó luôn. Trời ơi, xong ra nghĩa trang. Ra nghĩa trang chứ. Trong lá đâu có nhà có đâu. Rồi ví dụ mà ông bà có một cái số tiền lớn như vậy á, rồi ông bà tính làm gì? Ý là tân rồi mình, ý là mình tân mua bò rồi mua bò, còn tân gì nữa. Là ông bà tính mua bò. Rồi còn một số tiền nữa để dành ví dụ khi đau khi bệnh nha. Đó, còn nếu mà ấy nữa thì mình mua thêm một mớ gà nữa, mua bò mua gà nữa để cho mình có trang trải, ví dụ mà gà thì mình dễ bắt hơn. Để bán đổi gạo, ví dụ mà hết gạo thì mình đổi gạo ăn nha ông bà nha. Rồi ôi mình thấy là ông bà ở đây là không có một bóng người luôn, nhưng mà rất là đáng thương luôn cô chú anh chị, có con cũng như không thôi cô chú anh chị, rất là đáng thương luôn. Thì bây giờ thì con sẽ gửi cho ông bà một cái phần quà này cho ông bà luôn nha. Thì trao cái phần quà cho gia đình mình luôn là 10.600.000. Thì 10.600.000 thì con mua những cái phần quà đây, gạo, xì bông, rồi xì dầu, dầu ăn, mắm muối, đường, không có mắm nha cô chú anh chị nha, và mì tôm. Thì mì tôm một bị này là 66 gói thì trong cái bị này, tại vì Vuông mua là người ta không có cái thùng, tại vì ở trên này là người đồng bào bán trên núi bán lạch chặt hơn, Vuông quét hết nguyên cái tiệm là còn nhiều đây thôi cô chú anh chị. Trời ơi, thì nói chung là quá cực khổ luôn. Thì 10.600.000 thì trừ ra là 900.000 thì còn lại là 9.700.000. Thì con trao luôn cái phần quà này luôn cho ông bà luôn nha. Wow. Đây thì một cái cọc đây là 5 triệu và hai cọc là 10 triệu nha cô chú anh chị nha. Thì Vuông sẽ trao lên cái phần quà này cho ông bà. Thì con đưa trước là 5 triệu. Wow, đã không? Cảm ơn. Chú. Còn nữa.
Rồi ơi chui hết mà. Bà cảm ơn rồi cô chú anh chị. Thì Vương sẽ đếm ra là còn 9 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ủa tại sao 10 triệu mà mình không chịu rút ra đúng không? Là còn lại là 9 triệu 700 thì cộng với lại 300 thì mình sẽ rút ra 300. 100, 200, 300. Thì cái số tiền này là còn gọi là 9 triệu 700 ngàn. Đó. Thì con trao luôn cho ông bà luôn. Tại một cọc là 10 triệu. Đó. Một cọc là 5 triệu, hai cọc là 10 triệu. Nhiều khi Quân nói hao lộn lộn, mong cô chú anh chị thông cảm nha. Quân đếm lại cho nó chắc coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Đó. 90 là ủa 88 là 90 là bây giờ mình 80. Chà, 80 là 80 tờ là 4 triệu. Bây giờ mình trừ lại 10 nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 80 tờ trị giá là 4 triệu. Quân đếm lộn không cô chú anh chị? Đây là 8 triệu. Bà cầm thêm nữa nè. Là tổng cộng là 5 triệu dưới là 4 triệu. 80 tờ là 4 triệu. 4 triệu là dưới 5 là 9 triệu. 9 triệu dưới lại 700 nữa. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Rồi đủ luôn. Là tổng cái số tiền của mình là 9 triệu 700 ngàn. Đây con cột lại cho bà nha. Và ngày hôm nay thì ông dưới lại bà nhận cái số tiền này á, là của quý vị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Ông với bà có cái một lời nói nào mà quý vị Mạnh Thường Quân đã tặng cái số quà này và số tiền này cho ông bà không? Ý là tăng, ý là cũng cảm ơn tăng á. Là cảm tăng. Ơn hả? À. Trời ơi, tại vì do ông bà ở đây là người dân tộc, hình như là ông bà là dân tộc Rắc Lây đúng không? Cá ho. Cá ho hả? Cá ho. Cá ho, cá ho cũng giống như là người dân tộc Rắc Lây á. Đó, cũng là ca ho, tại vì phong tục nó khác nhau thôi mà cũng giống nhau, giống như người Đắk Lây luôn đúng không bà? Ừ. Thì đó, thì cũng có một lời cảm ơn. Thì đây là ca ho có chính. À ca ho là chính. À, dạ. Trời ơi. Thì một lời nữa thì Vương cũng rất cảm ơn cô chú anh chị và quý vị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã tài trợ chương trình này, đã giúp đỡ cho bà con cô bác nghèo khổ và khó khăn đã vượt qua chính mình. Thì hy vọng là bà giữ được những cái số tiền này và bà sử dụng, bà xài, bà để mua bò và để dự trữ khi bệnh khi đau. Thì để sử dụng những cái số tiền này cho nó xứng đáng và chính đáng nha bà nha. Dạ, để bữa nào thì con lên đây con ghé con thăm ông bà, rồi chừng nào ông bà mua bò.
Nhật cả chủ nhật tuần sau sau này à, tuần nhật tuần sau hả? Là tuần nhật tuần sau mong kiếm bò à, rồi ông bà đi bằng gì kiếm, đi bộ hả? Đi bộ hay đi xe? Có xe không ông bà? Có xe không ông bà? Biết chạy xe máy không? Không luôn hả? Ôi sợ hả? Biết đi, à, dạ đúng rồi, vậy là đi bộ không thôi. Đi bộ, đi xe đạp. Con thấy ở trong phòng kia toàn là cái gì? Chiếc xe đạp. Đó, xe đạp ai đi? Ba đi. Bà đi hả? Ông có đi không? Dạ. Rồi mình coi, mình tranh thủ mình mua bò đi nha. Tại vì tiền mà mình để nhiều ở đây nó nguy hiểm lắm nha bà nha. Mình mua bò rồi xong mà mua thêm một mớ gà nữa mình để nuôi nha bà nha. Hình như là bò nó tầm giá là 7-8 triệu gì á, 7-8 triệu, rồi còn một ít nữa mình mua gà, còn bao nhiêu á thì mình giữ đó, ví dụ khi đau khi bệnh mình lấy ra mình chữa trị, và những khi mà thèm cái gì cá thịt đó bà mua, bà lại vô làng á bà mua nha, tại vì giờ này giờ chiều không có cá thịt đâu cô chú anh chị. Thèm mua cái gì cái này cái kia không thèm ăn. Bây giờ mình có tiền rồi mình mua ăn nha. Ồ, ăn chi cơ, mình để dành tiền kiếm con bò cho ăn phá anh chị. Để dành tiền mua con bò. Không, mình trích ra một tờ thôi. Này là mấy chục tờ luôn. Ở đâu? Một trăm mấy chục tờ luôn. Là mình trích ra một tờ là mình ăn mua, ví dụ là mình mua thịt này hoặc cái gì mình thích ăn cái gì mình ăn một bữa gọi là ăn mừng á nha bà nha. Bà mua cho ông thích ăn cái gì bà mua cho ông ăn nha. Thích ăn cá được thì mình mua. Rồi xong rồi mình để dành cái số tiền này mình mua bò, mua đồ để mình chăn nuôi, mình để có cái tiền sinh hoạt qua lại, ví dụ mà khi đau khi bệnh rồi mình sử dụng những cái đồng tiền này nha bà nha. Thì thôi con xin phép ông bà con về luôn nha. Dạ. 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 Trời ơi, ông bà rất là tội nghiệp luôn cô chú anh chị. Thì Vương cũng rất cảm ơn cô chú anh chị và quý vị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước thì đã tài trợ chương trình này và giúp đỡ cho bà con nghèo khổ và khó khăn. Thì Vương bữa đây là giống như là một ngày là Vương thử thách Vương là phút vô đây á là trời âm u và mưa, thì nói chung là Vương không ngại những cái gian nan, nắng và gió và mưa bão bùng thì Vương đi hết tất cả mọi thứ của chú anh chị. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị và quý vị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã đồng hành với Vương, đã giúp đỡ được cho những hoàn cảnh nghèo khổ và khó khăn như thế này, đã vượt qua một tí xíu để bớt khổ. Vậy là mình không lo những cái là không có gạo ăn rồi hơn bà ha. Dạ, rồi cũng không lo là mình không có tiền mình chữa bệnh rồi đúng không bà? Mình dạ. Làm rồi làm luôn mà còn cuộc phá hết mà dạ. Không có bắp ăn. Rồi sao ở đây mình luôn. Không có trồng thêm cái gì mình để sống thêm? Trồng dừa bởi đâu có cả đất sét không ở dưới. Nó không lên nổi. Vậy thôi mình nuôi bò để cho nó chắc nha. Vậy thôi bây giờ Vinh xin tạm dừng cái video luôn và bye bye cô chú anh chị.